Sáng hôm nay Sài Gòn chợ đẹp các bạn nha, ăn mì thập cẩm đã chưa, nguyên con tôm lớn nè, có cá lóc nữa. Thì mình đây là hủ tiếu Sa Tế Nai. Đây là một tiệm rất đông các bạn nha, của người Hoa, chính xác là Tiều Châu Nắng, người Tiều, ngay tại quận 11. Lại mua ngó sen luôn, nửa ký ngó sen 30 ngàn, nửa ký cô hả? Dạ. Dạ được, buôn bán được không cô? Đây, thằng chậm hết. Đây có bán bánh ít luôn nè. Xoài. Nãy giờ mượn nhiêu tiền nhớ nha. Không nhớ hả? Tôi chết luôn. Không biết bên trong nữa. Chút trả 500 được rồi. Đây, ngay góc này nếu các bạn cần mua ngó sen. Và đây là đường Tạ Uyên, quận 5 ha. Con đường trước mặt cắt ngang là đường 3 tháng 2. Và chúng ta chạy qua kia chính là đường Tôn Thất Hiệp, quận 11. Đây Tôn Thất Hiệp, quận 11 các bạn ha. Bây giờ chúng ta chạy thêm một đoạn nữa. Sau đó chúng ta sẽ quẹo trái vào đường Lê Thị Bạch Cát. Sáng hôm nay ở Sài Gòn trời trong xanh các bạn, nắng vàng đẹp nha. Tuy nhiên buổi trưa chắc sẽ nắng nóng. Chạy tới đây là góc giao với đường Lãnh Bình Thăng. Rồi chúng ta chạy qua bên kia luôn nha. Ngay góc này ở bên góc tay trái sẽ bán bánh hẹ, bánh củ sắn, bột chiên rất ngon. Rồi, chúng ta chuẩn bị quẹo trái vào đường Lê Thị Bạch Cát. Quán hủ tiếu nằm bên góc tay phải các bạn. Các bạn, hiện tại là khoảng hơn 8 giờ rưỡi sáng ngày 26 tháng 6 2023. Đây đường Lê Thị Bạch Cát, phường 13, quận 11. Sáng hôm nay đến đây ăn mì thập cẩm các bạn nha. Và hủ tiếu Sa Tế Nai. Tiệm mì Lại Ký các bạn, 56 Lê Thị Bạch Cát, phường 13, quận 11. Tiệm mì này thì chú Trương Cẩm Cường trên nhóm Chợ Lớn Super Night khá là ngon. Mình đi ăn thử nha. Đông lắm các bạn, bên trong rất đông nha. Wow, hủ to vậy. Có cá lóc nữa. Cá lóc phi lê. Có đây mình bán được bao nhiêu năm ở trong? Hả? Mình bán được bao nhiêu năm ở đây rồi? Ở đây bán được cũng gần 10 năm rồi. 10 năm hả? Có ai chứ kìa, mày đó kìa đi. Ở đâu rồi chứ, bán đâu có? Bán cái Tôn Thất Hiệp đó. Tôn Thất Hiệp. Mà Tôn Thất Hiệp này bán được bao lâu? Bán được 5, 6 năm luôn. 5, 6 năm hả? Ừ. Mình bán là mấy giờ tới mấy giờ đó hả? Từ 6 giờ tới 11 giờ. Sao sáng tới 1 giờ? Buổi 1 ngày nào mình bán không? Hả? Buổi 1 bán hết. Bán hết luôn nghỉ ngày nào? Dạ. Thì nó nghỉ mấy ngày Tết thôi. Mấy ngày Tết thôi. Tôi là chắc khoảng độ 30 Tết nghỉ đúng không? Buổi 1 rồi nghỉ buổi 1, 2, 3 bán. Ồ, vậy là 1 năm nghỉ 2 ngày. Ờ, 5 nghỉ 2 ngày. Wow. Trừ khi đi du lịch nó nghỉ. Trừ khi du lịch hết nhà. Shopee. Wow, đúng rồi. Cho em lấy về trước đi. Sao thế này khó rồi hả? Nhanh quá hả? Wow. Xong rồi đây xong luôn. Xong luôn rồi hả? Ờ. Wow. Ở đây nhanh lắm. Wow. Em tưởng chưa xong. Ok, thôi chè chứ. Rồi đi vô luôn. Quá trời.
mới đi xong rồi. Rồi mới đi xong rồi. Đây là hủ tiếu sa tế nai nè. Ở đây không rau, không thành, không giá gì hết. Tô này là tô mì thập cẩm, có tôm, có cá lóc phi lê, có thịt, có cực, có gan. Ở trên đây chúng ta có hai chén nước chấm, có ớt, tương, nước chấm. Tương ớt là gì ạ? Sorry Max đúng không? Mì không. Mì không. Rồi, chúng ta ăn cái nè. Đánh nó đủ tô rồi. Không quá giờ đông đi không? Con mì lên. Ở đây có gan nữa chứ. Rồi. Thịt. Rồi xóc con mì lên. Ủa cực. Cái miếng cá nhìn đã quá à. Ủa mà cực cho tới 2 miếng dữ vậy. Có dần. Rớt xuống rồi. Rồi tôm lấy chỉ luôn rồi. Rồi ăn đi. Ăn thử đi. Rồi mình ăn một phần hủ tiếu mì thập cẩm. Xin lỗi, mì thập cẩm và phần hủ tiếu sa tế nai. Đầu tiên về phần hủ tiếu sa tế nai các bạn, cái mình thích chính là cái phần thịt nai rất là mềm và ngon. Cái thứ hai là phần nước lèo. Nước lèo ở đây cũng gọi là ngon, tuy nhiên không xuất sắc. Ở đây nó sẽ là không đậm đà lắm. Nó thêm cái vị gọi là thơm, béo nhẹ, cay nhẹ. Ai thích ăn nhẹ đó, nó sẽ là đường hợp rồi đó. Nó sẽ, cái vị nó sẽ nhạt hơn so với đúng rồi. Nó sẽ nhạt hơn chút xíu so với hủ tiếu sa tế nai của Gò Công. Nhưng mà cái vị cũng rất ngon các bạn đến thử nha. Có một điều là họ cho ít nước. Đúng rồi, cái phần nước hủ tiếu sa tế nai ít quá. Mà ngon đó các bạn, nên thử nha. Cái món thứ hai chính là món mì thập cẩm. Đầu tiên là cái phần nước lèo ở đây là nó sẽ thiên về vị ngọt thanh của người Hoa. Ở đây tất cả nguyên liệu đều ngon luôn, đặc biệt là phần tôm, tôm rất tươi và ngon. Phần gan xử lý tốt, béo thơm, mỏng, không có bị khô. Phần cực xử lý cũng tốt luôn, không có bị hôi. Thịt tái rất ngon. Và cái phần còn gì nữa không ta? Tái, cực, tim, không có tim, gan. Có rồi, tôm có rồi, ok. Cổng mì thực sự dai thì Ái Ché nói là đây là ở nhà Ái Ché tự làm luôn. Cơ bản là hai cái tô này đối với mình không phải là xuất sắc, nói chung là trong mức độ ngon của người Hoa. Để mình ăn hết nha, sau đó là hỏi luôn cái phần giá như thế nào. Họ ngon nhưng mà họ không có điểm nhấn á. Đúng rồi, chưa có điểm nhấn, chưa có điểm nhấn. Này là tô ăn cái phần sa tế nai này nếu mà ăn bên Gò Công hoặc là bên Gia Phú nó sẽ có thêm một cái chén nước chấm rất là đặc thù, đó chính là cái phần nước chấm với cái nó sẽ có vị chua chua rất thơm. Ngọt ngọt của phần nước chấm mình quên cái tên rồi. Cái phần đậu phộng á, đậu phộng nghiền á, nó nhiều. Nhiều à? Em nhớ nó hơi nhiều. Tối ăn nó ít á. Ở bên Gò Công á là mình nhớ là cái lượng đậu phộng trong cái phần nước lèo là nó sẽ đậm đặc hơn, nó sẽ sệt hơn và ăn nó sẽ đã cái miệng hơn. Ở đây nó sẽ thiên về cái vị nó nhạt hơn chút xíu. Cũng ngon các bạn nha. Cái phần thịt nai là ngon chứ. Đúng rồi, phần thịt nai nó ngon. Rồi tiếc không có phần nước chấm ăn kèm. Về cái độ nhiệt thì cái tô này nó cũng nóng. Tuy nhiên do cái phần nước lèo họ cho vào nó tương đối là ít, do đó mà nói các bạn phải tranh thủ ăn chứ không còn một hồi nó sẽ nguội nhanh. Tiêu cho nắng. Ở đây họ có bán thêm cà phê đá, cà phê sữa đá, hồng trà sữa, sữa tươi, bông cúc, la hán quả, soda chanh, chanh muối. Có wifi Thảo Minh. Rồi. Ngoài ra họ bán thêm cái phần nai kho, mà kia là nau kho. Nai kho, các bạn nai kho bánh lọt. Ở bánh lọt nữa ha. Rồi tập trung ăn hết thôi. Thì mình đã ăn xong các bạn nha. Một tô có giá 75.000 đồng, thêm 2 ly trà đá, mỗi ly 3.000. Tổng số tiền là 156.000 đồng. Và đây là mặt sau của chợ Phú Thọ. Lâu lắm rồi không đi chợ Phú Thọ các bạn ha. Đây bán chè nè. Hả? Chuối. Ok. Nhìn sửa quần áo. Mình đi bộ chút xíu nha. Đây là góc đường Lê Thị Bạch Cát và Tôn Thức Hiệp. Đằng kia bán cây cảnh. Mùa này măng cục nhiều ngay góc đường. Chay vải. À.
sẵn quay góc đường cho cô chú anh chị xem luôn. Wow, vượt qua. Rồi có bán xôi không? Xôi đậu hả cô? À, xôi đậu xôi bắp luôn nè. Cho em một gói xôi đậu xanh. Đúng rồi, nhiêu tiền à? 10 ngàn. Để đường đi nha, đừng bỏ đường với lại dừa. Sợ nó chưa có ăn á. Bên qua trả 10 ngàn bên. Ở đây có xôi đậu, có xôi giò, có bắp giả ha. Có bắp giả nữa kìa. Thì có bắp giả. Có cơm rượu nữa kìa. Đã gì? Rồi, bạn nào thích ăn bắp giả. Cái kia bắp giả, còn đây bắp gọi là bắp gì quên nè. Xôi bắp. Xôi bắp. Quên tên hết rồi. Đó, bạn nào thích ăn ghé qua đây. Thường mình bán từ mấy giờ mấy chị? Mấy giờ chị? Từ 7 rưỡi. Dạ. 11 giờ. Giọng miền Tây ha. Miền Tây tránh gốc luôn. Ok. Cái món bắp giả đó bây giờ không phải chỗ nào cũng có đâu. Có nhiều chợ không bán. Mua gì vậy? Bắp giả hả? Ôi nó còn nóng luôn kìa. Khỏi nghi ngút luôn. Bắp này đứng hơi nóng nha. Ok, rồi để chụp hình. Xong, tiếp tục đi. Mùa này trái mận Hà Nội, phải gọi là mận Tây Bắc cũng nhiều lắm nè. Ngọc Sao, chợ Phú Thọ. Củ sắn. Ồ, mít tô nữ kìa. Mít tô nữ. Mít tô nữ bán sao chị? 35 ngàn ký hả? Được, cho em trái nào ngon hả chị? Cho em trái nha. À, ăn liền hả chị? À, ăn liền. Trái nào mà có nhiều trái nhỏ, nó không có muối nhiều, không được cân vừa. Vậy hả? Em thích trái nào nó có nhiều muối. Trái này 20 ngàn. 20 ngàn đồng, rồi trả chị 20 ngàn Minh. Có ăn gì thêm không? Dạ thôi. Dạ. Bánh ít này là nhân đậu hay nhân dừa chị? Đậu dừa có hết. Cái nào đậu, cái nào dừa đó? Cái này là dừa đậu nè, cái này là dừa đây, dừa là có rau nè. Vậy đó. Lấy em hai cái đậu đi. Cho em hai cái đậu nha. Cái đậu cái dừa đi. Cái đậu cái dừa hả? Rồi ok, lấy cái đậu cái dừa. Rồi ok. Nè, bánh chuối nè. Là cái bánh ít nhiêu chị? Bánh ít 14 ngàn cái. 14 ngàn hai cái. Dạ, đó quá trời đồ ăn không. Ủa bữa nay không mua gì riêng đó. Chơm bán 25 ngàn ngon chết luôn. Dân nhãn á. Nhà em còn 1 ký chưa ăn hết. Chưa đụng tới 1 trái luôn. Mua nhiều lắm. Mỗi đời mua ít à. Ồ, khoai lang. Và tới đây rau củ quả. Rồi, các loại rau ha. Góc phố Tân Thương. Và đi góc tay phải bằng cá. Đông quá xem rồi mẹ ơi. Bằng cá. Em đi chị ơi, sáng giờ em gặp bà ơi, chị cũng mua một trái luôn à. Cho 2 trái đi anh trai. Ủa mà cái nào chưa nấu anh trai? Dạ bắp chưa nấu đây thưa anh. Bắp chưa nấu là bao nhiêu tiền anh trai? Dạ 3 trái em lấy 20. 3 trái 20 rồi cho 3 trái nha, thơm quá. Anh YouTuber ha anh? Ờ đúng rồi, coi khỏi cắt nha. Dứt da rồi bị YouTuber quay dòi anh ơi, chợ cái này ế lắm nha. Vậy hả? Chợ bán cái này ế lắm nha mấy anh YouTuber. Là coi như là có sụt giảm. Có luộc không em bỏ lá dứa vô cho anh? Ờ thôi khỏi được rồi, không cần đâu. Mà sụt giảm bao nhiêu phần trăm anh trai? Trời ơi, ế lắm, ế gấp đôi á anh. Ế gấp đôi hả? Dạ, ngày xưa 500 trái em bán tới 10 giờ thôi, cho em 20 anh. 20 ngàn. Dạ, em cảm ơn. Bây giờ bán tới mấy giờ? Bây giờ bán tới 12 giờ luôn. Nhiều khi ngồi ngủ luôn á. Rồi, cũng gây ráng bán hết được rồi, có việc làm mừng nha. Mấy anh nha. Dạ rồi, cảm ơn anh trai. Ok, thấy anh giọng của anh hay quá. Sức mạnh đẹp quá hả? Ừ, đúng rồi, với cái giọng hay á. Cái giọng nghe đọc hay á. Em có nổi tiếng là em cũng tiền nha. Dạ, ok. Đợi mai mốt nổi tiếng đã tính. Mốt nổi tiếng là tính nha. Đây, nhìn chợ thì buôn bán nhiều nhưng mà người thì lại than là than vắng. Đây. Gọi là sẵn đi một vòng các bạn xem đó.
Mùa này bơ cũng nhiều lắm các bạn nha, ăn bơ ngon. Bơ bơ bơ. Ủa măng kè. Măng tươi, măng tươi. Chợ đầy cá quá trời luôn. Bán cá nhiều lắm. Tôm để bên kia. Rồi con nào con nấy sổ ra đã vậy. Đây có cá hường nữa. Tôm quá trời ha. Mua rau, mua rau. Có đọc bí. Củ su. Để ra mua gì đây. Cho em cái bông cải xanh đi chị. Xanh nào, xanh nhỏ. Dạ, lấy cái xanh lớn. Thôi một cái. Dạ rồi, cảm ơn chị. 25.000 đồng trả tiền. Đó, đằng kia bán cá nha, cá hường rồi cá ngừ. Rồi, trả tiền, 25. Thì củ sắn đằng kia quá trời. Giống củ sắn Bình Dương thôi. Này củ sắn Bình Dương anh. Dạ. Nhỏ nhỏ này. Ai mới phim nữa có mạng. Củ hồn hả? Ủa mà bán trong nhà mà sợ gì? Bán trong nhà mà sợ à? À, ok. Đó, mình đi một vòng hết. Ghi một phần hình ảnh của chợ Phú Thọ phía sau. Như vậy là chợ này có đủ thịt gà, thịt heo, cá, tôm rất nhiều các bạn. Ờ thôi, mình đi vòng này thôi nha. Chủ yếu trên đường Lê Thị Bạch Cát thôi. Ủa thấy cái chú kia bán vé số đâu rồi. Gửi cho chú đó 200 ngàn mình. Có tiền đó không? Xin anh vàng 200 ngàn gửi cho chú. Gửi em Minh. Gửi tiền đi. Phải hỏi nữa. Gửi chú 200 ngàn. Mình nhiêu tuổi vậy chú? Sao mấy à? Thằng bạn quê ở đâu? Quy Nhơn, Bình Định. Gửi chú 200 ngàn là tiền lì xì nha. Của anh vàng ở Mỹ. Dạ rồi. Rồi thôi, đi xong vòng vòng cái chợ. Muối mua bà nó... Để 5 trứng đi. Để 5 trứng đi. Mà trứng nhiêu tiền chị? 5 ngàn hả? Ủa trứng có 5 ngàn hả? Muối 5 ngàn thôi chứ đâu có nhiều. Ồ dạ. Bán rẻ. Không có. Bán đúng giá. Bán đúng giá cũng rẻ đâu. Cái vòng miền Tây ấy chị hả? Đúng rồi. Hề gì, mà tỉnh nào chị ha? Cầu Mỹ Thuận hả? Bà bên Vĩnh Long hay là Cần Thơ? Không, bên Sa Đéc hả? Bên Sa Đéc luôn. Đúng rồi. Ba hướng luôn mà. Dạ, rồi, cảm ơn chị. Gặp Sa Đéc làng hoa sau nha. Dạ. Chị bán vé số, chị? Dạ. Bán hết rồi. Hết rồi hả? Em qua em gửi tiền. Em có bán vé ngày mai. Bán vé ngày mai hả? Dạ rồi. Mình quê ở đâu chị hả? Mình quê ở đâu? Em ở Thiết á. Chợ Thiết quận 11 hả? Mình quê Sài Gòn hả? Dạ dạ dạ. Cái chân của chị. Không, gửi tiền chị, gửi tiền lì xì chị đi. Gửi. Rồi, mình là người Hoa hay là người Việt? Quảng hay là Tiều hay là Phúc? Quảng. Hoàng Dành. Hoàng Dành. Ồ. Biết nghe. Rồi, dạ rồi. Giống bạn Kim Hiền Phương gửi cho cô. Dạ dạ.